Xin chào các thính giả thân thương của Phonos. Ngày hôm nay của bạn như thế nào? Có phải là một ngày thuận lợi với thật nhiều năng lượng an lành? Bạn đừng buồn nếu ta đã có một ngày không như ý. Dù như thế nào, thì đó cũng là những trải nghiệm quý giá. Kết thúc một ngày dài, bây giờ ta cần có một giấc ngủ sâu để sạc lại năng lượng tinh thần. Và sáng mai khi thức dậy, ánh nắng vẫn chan hòa bên khung cửa sổ, còn bạn đã sẵn sàng để yêu thương. Giờ đây, bạn đang nằm thư giãn trên chiếc giường thân yêu của mình. Khuôn mặt bạn đang thả lỏng và nở một nụ cười bình an. Lúc này, toàn bộ cơ thể đang rất thư thái và nhẹ nhàng. Bây giờ, Phonos sẽ đọc cho bạn nghe câu chuyện ngủ "Ta thấy mình trong thiên nhiên". Mời bạn nghe nhé. Bạn bắt đầu cảm thấy không khí xung quanh mình thật trong lành và tươi mát. Hương thơm nhẹ nhẹ của cỏ cây đang phảng phất ở quanh đây. Bạn hít một hơi thật sâu, cảm nhận được cái vị thanh khiết của hơi nước đang hòa lẫn trong không khí. Thì ra, bạn đang đứng giữa một khu rừng. Bạn cảm thấy thật bình yên và thư thái. Bạn bước từng bước thật chậm. Mặt đất mềm xốp, khơi gợi các giác quan của bạn. Cảm giác ấy thúc giục bạn phải trải nghiệm việc đi chân trần trên mặt đất. Bạn từ từ cúi xuống và cởi đôi giày mình đang đi. Mặt đất ấm áp và êm dịu, khẽ khàng ôm lấy đôi bàn chân của bạn. Như thể một người mẹ đang ôm ấp con mình, cho thỏa nỗi nhớ mong sau những ngày xa cách. Mặt đất nâng niu đôi chân bạn. Bạn bước đi từng bước chậm rãi. Cảm nhận đôi chân mình từ từ tiếp xúc với mặt đất. Cảm giác êm ái ấy lan tỏa từ gót chân đến lòng bàn chân và các ngón chân. Đôi chân bạn đặt nhẹ nhàng lên mặt đất, tạo ra một sự kết nối mà có lẽ rất lâu rồi bạn mới được cảm nhận lại. Bạn cảm thấy mình được kết nối với đất mẹ. Từng ngón chân bạn đang đặt những nụ hôn ấm áp lên mẹ trái đất. Và ngược lại, mẹ trái đất cũng dịu dàng, khẽ khẽ nâng đỡ đôi chân bạn. Bạn cảm thấy một nguồn năng lượng đang chạy dọc từ dưới chân lên đến đỉnh đầu. Những tắc nghẽn trong tiềm thức và những nỗi đau bên trong bạn được xoa dịu. Giờ đây, bạn an yên với chính mình. Mọi thứ xung quanh trở nên đáng yêu một cách diệu kỳ. Trên cành cây, một chú chim chào mào đang hót líu lo và nhảy nhót theo nhịp điệu của riêng mình. Cứ như thể ở trong khu rừng này chỉ còn lại một mình chú, và chú thỏa sức ca hát, nhảy múa giữa đất trời. Chú chim ấy không hề bận tâm đến những thứ xung quanh và cũng không sợ hãi điều gì cả. Một chú chim chào mào khác từ đâu bay đến và cũng hòa vào lời ca chung. Bạn đang cảm nhận được sự đồng điệu giữa chúng, đó là đều cùng đi tìm nguồn vui trong cuộc sống. Trong khi đang tận hưởng niềm vui của riêng mình, chúng lại tìm thấy một người bạn đồng hành. Chúng sẵn sàng cho một cá thể khác bước vào cuộc sống của mình và cả hai cùng nhau tạo nên một niềm vui chung. Bạn đứng ngắm nhìn một lúc lâu, cho đến khi đôi chim cùng vỗ cánh bay đi. Chúng để lại trong bạn một khoảng không đang chạy dài với những thanh âm trong trẻo còn đọng lại. Đôi chim đã bay đi xa,
nhưng trong tâm trí bạn, chúng vẫn còn nhảy múa ở ngay đây. Hình ảnh hai chú chim dường như vẫn hiện hữu trong mắt bạn. Cho đến khi bạn nghe thấy âm thanh dồn dập và có phần khẩn thiết của những chú chim non, bạn đưa mắt đảo một vòng xung quanh, rồi chợt dừng lại ở một tán cây kín đáo. Có vẻ như âm thanh phát ra từ đó. Bạn lắng tai nghe và ngắm nhìn kỹ càng. Quả đúng như vậy. Những chú chim non đang thập thò ra khỏi tổ. Trong chiếc tổ nhỏ xinh được kết từ những sợi cỏ khô, những chú chim non chập chững bước, chen chúc nhau để gây chuyển động cho chiếc tổ rơm tròn bé xíu ấy. Một lúc sau, chim mẹ bay về và trên miệng đang ngậm những mồi ngon dành cho con. Chim mẹ hạ cánh xuống ngôi nhà của mình và mớm từng miếng mồi cho đàn con thân yêu. Các bạn chim non háu ăn thi nhau há miệng để chờ mẹ mớm mồi cho mình. Những chú chim chưa được ăn thì ráo riết gọi mẹ. Khung cảnh vừa đầm ấm tình yêu thương lại vừa nhốn nháo sôi động. Số mồi mà chim mẹ mang về không đủ chia cho đàn con. Nó lại lật đật rời đi và hứa hẹn sẽ mang về thật nhiều mồi ngon hơn nữa. Tiếng nước chảy ở xa xa cứ từng đợt lại vang vọng bên tai bạn. Lần theo âm thanh ấy, bạn phát hiện ra trong khu rừng này có một con suối nhỏ. Dòng nước trong veo đang chảy nhẹ qua những gành đá. Chúng mềm mại, uốn lượn qua những đoạn khúc khuỷu. Mỗi lần nước chảy qua, hòn đá lại hao mòn thêm chút ít. Nhưng chúng vẫn vui vẻ đón chờ những dòng chảy lơ thơ và dịu dàng ấy. Dòng nước cũng cố gắng di chuyển nhẹ nhàng để có thể luồn qua những gập ghềnh của đá. Vì nước không muốn làm hòn đá bị đau. Nhưng hòn đá cứng như vậy mà, liệu nước có bị đau khi chảy qua hòn đá không? Đặc tính của nước vốn mềm mỏng và uyển chuyển, nên đứng trước một hòn đá cứng rắn, nước vẫn giữ cho mình sự ôn hòa vốn có. Có lẽ vì thế mà nước và đá luôn luôn song hành cùng nhau. Bạn đến gần dòng suối và đặt nhẹ tay mình lên dòng nước đang chảy ấy. Bạn cảm nhận được sự nâng đỡ của mặt nước. Bạn đưa tay khuấy động dòng nước, đảo xuôi một vòng rồi lại đảo ngược một vòng. Như thể một chú cá đang bơi ngược dòng. Bạn nhận thấy mình cần dùng một phần lực ở tay để có thể khuấy ngược dòng nước. Vì bạn đã đi ngược dòng chảy mà chính mình tạo ra lúc đầu, nước cản trở bạn. Nước như muốn nói với bạn rằng, nếu muốn lội ngược dòng, thì bản thân bạn phải đủ mạnh mẽ để tạo tác lại dòng chảy vốn có của nước. Bản thân bạn phải đủ kiên cường để thuyết phục dòng nước. Như chợt hiểu ra điều gì đó, bạn bắt đầu nhắm mắt lại và từ từ đặt đôi bàn tay mình lên trên dòng nước ấy. Lúc này, mọi giác quan của bạn đều nhạy cảm hơn mức bình thường. Bạn thấy tay mình mát lạnh trong sự bao bọc của làn nước. Bạn thả lỏng toàn bộ cánh tay. Bạn nhận thấy chúng đang được làn nước nâng niu và dường như có một sự kết nối giữa bạn và dòng nước ấy. Ở lần kết nối thứ hai này, bạn dường như cảm nhận mọi thứ xung quanh mình sâu sắc hơn. Khi đang mải chơi đùa bên dòng nước, bạn trông thấy một chiếc lá đang trôi từ xa đến. Chiếc lá xuôi theo dòng nước, nhẹ nhàng, chảy trôi và từ từ lách qua những gành đá. Nhưng nếu chiếc lá ấy muốn chảy ngược dòng nước thì thật khó khăn và nhiều thử thách. Vậy nên, đôi lúc chúng ta cứ thả mình xuôi theo dòng nước như chiếc lá ấy,
có khi chúng ta sẽ nhanh chóng đến được nơi mình cần đến. Ở trên cao, những giọt sương đọng lại trên tán cây, cứ thỉnh thoảng lại nhỏ vài giọt xuống làn nước trong veo. Giọt sương thả mình rơi tự do cho đến khi được hòa cùng dòng nước đang chảy. Mỗi giọt sương khi chạm đến mặt nước lại tạo thành những gợn sóng nhỏ, lăn đều. Mỗi một chuyển động đến từ tác động bên ngoài lại tạo nên sự cộng hưởng làm sóng nước lan nhanh. Cho dù đó là những tác động nhỏ nhất cũng đều ảnh hưởng đến cả dòng nước. Mỗi một sự thay đổi nhỏ ở tầm vi mô lại đem đến một sự thay đổi lớn hơn ở tầm vĩ mô. Mọi thứ đều tác động và chịu ảnh hưởng lẫn nhau. Ở cạnh dòng suối, có một khóm hoa dại đang khoe sắc. Đóa hoa mang trên mình một sức sống căng tràn. Những cánh hoa trắng muốt được điểm tô thêm phần nhụy vàng ở giữa. Cứ mỗi lần có gió lùa qua, những bông hoa lại lắc lư theo giai điệu nhịp nhàng. Bên cạnh là tiếng nước chảy, hòa cùng tiếng chim hót líu lo, tất cả tạo nên một bản hòa tấu sôi động giữa khu rừng. Ở đây có đủ mọi thứ, từ vũ công đến nhạc công và cả khán giả. Bạn thích thú trước những thanh âm của thiên nhiên, cơ thể bạn lắc lư theo nhịp điệu của khu rừng. Lúc này, trên những khóm hoa vẫn còn đọng lại những giọt sương của buổi sớm mai. Chúng từ từ chảy xuống gần nhau hơn, và khi đã tích góp thành một giọt sương lớn, thì chúng rủ nhau cùng rơi xuống đất. Cứ thế, từng giọt rơi xuống và tưới tẩm cho những mầm non đang lấp ló. Ở gần đó, những chú nhện đang mải miết răng tơ, mặc cho sương sớm có làm ngôi nhà của chú trĩu xuống. Chú vẫn chậm rãi bò từ chiếc lá này sang chiếc lá khác, chỉ mong sao ngôi nhà kịp hoàn thành trước khi đêm xuống để chú có chỗ trú thân. Ánh mặt trời lúc này bắt đầu tỏa rạng. Tia nắng yếu ớt ấy đang dần hong khô những cánh hoa và ngôi nhà của chú nhện kia cũng đã nhẹ đi phần nào. Dưới ánh sáng ấm áp của mặt trời, bông hoa lại càng tự tin để khoe hương sắc đằm thắm của mình. Ánh nắng chiếu rọi xuống khu rừng, tạo nên những đốm sáng xen kẽ nhau trên mặt đất. Những hạt sáng lấp lánh cứ nhảy múa cùng những chiếc lá khô sau mỗi đợt gió lùa qua. Không gian bây giờ như được tiếp thêm sinh khí, mọi thứ trở nên sống động hơn bao giờ hết. Dưới mặt đất, những đàn kiến đang nối đuôi nhau diễu hành qua những cành cây khô. Chúng vừa tìm thấy một mẩu bánh mì nhỏ của ai đó đánh rơi. Mẩu bánh mì lớn gấp 10 lần cơ thể chúng, nhưng điều đó không làm khó được những chú kiến vốn mạnh mẽ và kiên cường. Chúng từ từ tiếp cận và cùng nhau hợp sức nâng mẩu bánh mì lên. 10 con, 20 con, rồi 30 con. Cứ thế, chúng cùng góp sức để đưa miếng mồi ngon về tổ. Và cuối cùng, sức mạnh của sự đoàn kết đã giúp chúng di chuyển được mẩu bánh mì. Lần theo đoạn đường đi của chúng, bạn nhìn thấy những cành cây khô ngổn ngang đang chắn đường. Những chú kiến đã nhiều phen làm rơi mẩu bánh, nhưng rồi chúng lại tiếp tục bằng mọi giá kiên trì để về đến tổ. Gần đến nơi, những chú kiến trong hang đang nối đuôi bò ra để đón mừng đoàn kiến trở về. Chúng hân hoan và vui thích trước chiến lợi phẩm của mình. Đàn kiến tuy đông nhưng rất có tổ chức. Mỗi lần đi qua nhau, chúng đều chạm vào nhau như đang gửi đến đối phương một lời chào nồng hậu. Phóng tầm mắt ra xa, bạn thấy một ngọn núi đang lấp ló đằng sau những tán cây rậm rạp. Ngọn núi cứ hiên ngang như thế, mặc kệ trời mưa hay nắng.
Bạn bước đi dọc theo con đường từ lâu đã tạo thành một lối mòn vì nhiều đôi chân trước đây đã ghé qua. Ở xa xa có bóng dáng một thân cây cổ thụ đứng sừng sững đang kêu mang những sự sống bé nhỏ. Bạn bị thu hút bởi hình ảnh đó. Băng qua những cành cây, sỏi đá, đôi chân bạn rảo bước đến cạnh cây cổ thụ ấy. Bạn cảm thấy không khí ở đây thật bình an và ấm áp. Một dây leo nhỏ đang quấn mình quanh cây, giống như một đứa bé đang tìm đường đến với mẹ để được ôm ấp, vỗ về. Từng đường dây leo uốn lượn và bám mình vào thân cây to lớn, như thể đây là bến đỗ an toàn của nó. Thân cây lớn che chở cho cây leo nhỏ không chút phàn nàn. Chúng dung hòa và cứ thế phát triển song hành bên nhau. Bạn ngồi xuống, tựa mình vào gốc cây. Một cảm giác an yên tràn ngập trong lòng. Bạn hít một hơi thật sâu và thở ra thật chậm. Bạn thấy mình đang ngồi giữa thiên nhiên rộng lớn và bạn đang được bảo vệ. Cũng giống như dây leo ấy, bạn đang được chở che bởi cây cổ thụ to lớn kia và dường như cả khu rừng cũng đang bao bọc bạn. Rất nhiều cây xanh trong khu rừng này đang ngày đêm che chắn cho cuộc sống của con người ngoài kia. Cây xanh cũng bao phủ và bảo vệ cho những sự sống trên trái đất này. Chúng làm việc mà không đòi hỏi sự đền đáp của con người. Mọi thứ vẫn diễn ra âm thầm như thế. Những cống hiến, hy sinh thầm lặng của khu rừng đều được thời gian ghi lại. Có thể nói, thời gian chính là chứng nhân cho những hành động cao cả ấy. Trong lòng bạn trào dâng một cảm giác biết ơn khó tả. Bạn đứng dậy và ôm chầm lấy thân cây. Bạn trân trọng những cố gắng hy sinh của người bạn cây xanh. Nhờ người bạn ấy mà chúng ta được hít thở không khí trong lành, được bảo vệ trước những cơn bão. Nhờ người bạn ấy mà trái đất này có thật nhiều sức khỏe. Người bạn ấy là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta. Bạn ôm ấp thân cây và cảm nhận được dòng năng lượng đang tuôn chảy bên trong. Bạn cảm nhận được sự sống đang luân chuyển và nuôi dưỡng cả khu rừng. Nguồn năng lượng đang tuôn chảy giữa bạn và thiên nhiên. Chúng cùng hòa quyện và tạo nên bản giao hưởng của vũ trụ. Cơ thể bạn áp sát thân cây, dường như bạn nghe được nhịp đập của trái tim mình. Bạn cảm thấy cây cổ thụ này vốn dĩ cũng có trái tim và nó đang hòa cùng nhịp đập với bạn. Bạn nhận thấy mối tương quan giữa cơ thể mình và cơ thể của cây xanh. Cơ thể bạn được tạo nên từ hàng tỷ tế bào. Mỗi giờ phút trôi qua, các tế bào ấy lại thay đổi. Chúng không còn là những tế bào của giờ phút trước nữa. Bạn của giờ phút này đã không còn là bạn của một phút trước. Và cây xanh cũng có những tế bào của riêng mình. Chúng cũng là một sự sống đang sinh sôi trên trái đất này. Bạn thấy mình ở trong thiên nhiên, và trong thiên nhiên có bạn. Thiên nhiên đón nhận bạn như con người mà bạn vốn là. Thiên nhiên không phán xét bạn cao hay thấp, béo hay gầy, và cũng không áp đặt bất kỳ tiêu chuẩn nhan sắc nào lên bạn. Ở trong thiên nhiên, bạn hoàn toàn được dung dưỡng và trở che. Trở về với thiên nhiên cũng là hành trình trở về với chính mình. Vì ở đây, bạn được thỏa sức, bộc lộ bản thân, bạn được chào đón và vỗ về. Bạn cảm thấy có điều gì đó khác lạ
đang len lỏi trong từng tế bào. Chia tay người bạn cổ thụ, bạn cứ thế tiếp tục đi bộ giữa khu rừng, đi sâu vào thiên nhiên. Và đó cũng là lúc bạn đi sâu vào chính mình. Bạn cứ đi và càng cảm nhận rõ nét hơn bàn tay thiên nhiên đang ôm ấp vỗ về. Càng đi xa, bạn càng thấu suốt bản thân mình nhiều hơn. Bạn dừng lại và tiến đến gần một tảng đá lớn cạnh bờ suối. Bạn đặt tay lên tảng đá, một cảm giác mát lạnh và êm ái lan tỏa đều khắp bàn tay và các ngón tay. Đó là một tảng đá rất lớn, trơn nhẵn với bề mặt bằng phẳng. Tảng đá này dường như đã ngự trị ở đây từ rất lâu rồi. Nó đón tiếp từng đợt khách ghé thăm khu rừng. Bao nhiêu người cứ đến rồi đi, còn tảng đá vẫn ở nguyên vị trí của nó và ngóng chờ những vị khách tiếp theo. Bạn ngả lưng trên tảng đá. Trước mắt bạn là cả bầu trời của lá xanh. Những ánh nắng lấp ló qua các kẽ lá lấp lánh như những ngôi sao đêm. Và mỗi đợt có cơn gió ghé qua, bạn lại nghe thấy tiếng xào xạc trên bầu trời xanh lá ấy. Mỗi tán lá như một gia đình đang gắn kết những đứa con là từng chiếc lá lại với nhau. Họ nói chuyện rôm rả với nhau sau mỗi đợt gió lùa qua. Những cành cây xa cách nhau chỉ chờ cơn gió đến để lại được gặp gỡ và chuyện trò. Cơn gió như thể đang đem chia sẻ niềm vui đến khắp mọi nơi. Những tán lá tuy mọc san sát nhưng không bao giờ chen chúc hay lấn át nhau. Giữa các tán cây luôn có một khoảng cách nhỏ vừa đủ để tạo nên những đường đi. Từng mảng cây xanh tạo nên một bức tranh đầy thơ mộng với nét chấm phá của ánh nắng mặt trời. Từ một gốc lớn, cây bắt đầu phân thành hai cành, rồi bốn cành. Mỗi cành cứ thế phân chia nhau, tạo nên một tán cây rộng lớn với rất nhiều cành lá. Những cành cây tỏa ra chen chúc, tạo nên hình ảnh tương tự như mạch máu của chúng ta. Thật vậy, thiên nhiên luôn có những mối liên hệ gần gũi với con người như thế. Thu nhỏ tầm nhìn một chút, bạn sẽ thấy điều tương tự ở các sợi gân lá. Trên mỗi chiếc lá đều có những đường gân lớn, bé, khác nhau. Chúng nối kết và tạo nên một mạng lưới dày đặc ở bề mặt lá. Những chiếc lá ấy cũng quang hợp mỗi ngày, giống như chúng ta đang hít thở mỗi ngày vậy. Càng lúc, bạn lại càng thấy mình có sự kết nối với thiên nhiên nhiều hơn. Bạn nhận ra mọi thứ dường như đều có một điểm chung nào đó với nhau. Bạn đang ngả mình dưới không gian màu xanh rộng lớn được điểm xuyến bởi màu vàng và đỏ của lá cây sắp tàn. Một chiếc lá vàng đang từ giã cuộc đời huy hoàng của nó và cứ thế rơi nhẹ giữa không trung. Chiếc lá ngày càng tiến gần hơn về phía bạn. Nó rơi chậm chậm và tự xoay mình trong gió như đang cố tận hưởng một chút khoảnh khắc còn sót lại trước khi kết thúc một vòng đời. Một sự sống đang đến ngày tàn, lá vàng quay trở về với cội nguồn ban sơ của nó. Chiếc lá trở về với đất mẹ để hóa thân vào trong lòng đất và tiếp nối những mầm sống mai sau. Sự kết thúc của ngày hôm nay chính là bước đệm cho sự tái sinh của ngày mai. Cứ thế mà chẳng mấy chốc, một vòng tuần hoàn mới lại bắt đầu. Mầm non mơn mởn lại cựa quậy mình, bất chấp mặt đất cứng hay mềm, vẫn sẽ vươn lên, tiếp nối sự sống trước đó.
Từng cơn gió lùa qua mang theo hương thơm của núi rừng. Đó là mùi của cỏ cây hoa lá. Bất giác, bạn cảm thấy vị ngọt nơi đầu lưỡi. Phải chăng là vị ngọt của mùi hương? Hay vị ngọt đến từ những cảm xúc đang nhảy múa, rộn ràng bên trong bạn? Khoảnh khắc chúng ta tìm thấy sự trọn vẹn với chính mình cũng là lúc ta cảm nhận sự trọn vẹn từ những điều nhỏ bé xung quanh. Ngọn gió tinh nghịch ấy ghé qua nơi bạn nằm nghỉ và gửi đến bạn một lời chào thân thương. Rồi cứ thế bay đi về vùng đất an bình. Bạn vẫn nằm trên tảng đá và ngắm nhìn một bầu trời rất khác, bầu trời của sự sống. Ánh nắng mặt trời thi thoảng lại nhảy múa trên gương mặt bạn. Bạn hơi nheo mắt vì ánh sáng có phần chói chang. Dưới bầu không khí mát mẻ của khu rừng, ánh mặt trời xuất hiện như để sưởi ấm cơ thể và tâm hồn bạn. Ánh nắng cũng biết đùa nghịch. Nó cứ trêu đùa như thế cho đến khi bạn chịu thua và nhắm mắt mới thôi. Bạn bất giác mỉm cười trước sự đáng yêu của ánh nắng. Bạn khẽ khàng đưa tay lên trước mặt để che bớt sự chói chang. Bạn xoay bàn tay mình và ngắm nhìn những hạt nắng đang phủ đầy lên các ngón tay. Ánh nắng tinh nghịch như thế nhưng ta lại không thể nắm bắt. Khi đặt toàn bộ tâm trí và trái tim để hòa nhịp cùng khoảnh khắc ấy, bạn sẽ nhớ mãi cảm giác này. Đó chính là ký ức mà không một loại máy chụp ảnh nào có thể ghi lại được. Bạn chỉ có thể cảm nhận bằng chính các giác quan của mình. Giờ đây, bạn bắt đầu duỗi thẳng hai chân, hai cánh tay xuôi theo cơ thể. Bạn hướng ý thức vào hơi thở của mình. Hít vào. Bạn đưa một luồng sinh khí đầy năng lượng vào cơ thể. Thở ra. Bạn đưa tất cả những phiền muộn ra ngoài theo hơi thở. Bên tai bạn lúc này chỉ còn vang tiếng suối chảy róc rách hòa cùng tiếng chim hót líu lo. Bạn nằm thư giãn và thả mình trôi theo những âm thanh của tự nhiên. Lúc này, bạn hoàn toàn tĩnh lặng và an toàn tuyệt đối. Bây giờ, chỉ còn bạn cùng với bản thể bên trong mình. Trong lòng bạn dâng lên niềm biết ơn vô hạn. Bạn biết ơn vì bây giờ mình đang ở đây. Bạn biết ơn vì ngày hôm nay mình được trải nghiệm cảm giác bình yên giữa khu rừng. Bạn biết ơn vì vạn vật vẫn ở đó cho bạn ngắm nhìn. Bạn biết ơn thiên nhiên rực rỡ sắc màu. Bạn gửi lời cảm ơn đến thiên nhiên, mẹ trái đất vì đã dung dưỡng vô số sinh mệnh trên thế giới này. Bạn hiện hữu ở đó với lòng biết ơn chân thành. Trái tim bạn như được mở rộng ra với nhiều chiều kích. Bạn cảm thấy khoan khoái ở nơi ngực trái. Một cảm giác mát dịu lan tỏa từ trái tim bạn ra xung quanh. Bạn mỉm cười với chính mình của ngày hôm nay. Bạn thật sự rất tuyệt vời. Và bây giờ, trong không gian tĩnh lặng tuyệt đối, bạn từ từ chìm vào giấc ngủ. Ở đó, bạn sẽ có những giấc mơ thật yên bình như chính trải nghiệm ngày hôm nay. Những dòng suy nghĩ cứ đến rồi đi, bạn quan sát và thả trôi mọi thứ. Cơ thể bạn nhẹ dần, và bạn chìm vào một giấc ngủ thật sâu. Ngủ ngon, bạn nhé.